Vâng, xin được mến chào toàn thể các bác. Hôm nay lại tiếp tục được giới thiệu tới các bác một siêu phẩm đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhé, dòng loa ETC Bass 25. Trước khi đi vào những cái siêu phẩm này thì mời các bác cùng đi cảm nhận chất nhạc của dòng loa này đưa ra, rồi em sẽ giới thiệu chi tiết hơn các bác nhé. Hiện tại thì đang chạy với một chiếc đẩy, một đôi loa này các bác này, tín hiệu laptop nhá, để các bác có thể cảm nhận được thực sự cái chất âm của những đôi loa ETC này nó như thế nào. Được luôn các bác nhá. Đây, tín hiệu thì em đang cho trực tiếp đẩy ra các bác nhá. Để các bác có thể cảm nhận được với cái chất bát của Dora ETC này. Tuy là bát 25 thôi nhưng mà đánh tức ngực luôn các bác ạ. Tín hiệu laptop các bác nhá. Thực sự là rất là chất lượng các bác ạ. Quả bát 25 nhỏ thôi nhưng mà đánh cực kỳ là hay. Vâng, bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn với cái lô loa mà hôm nay bên em mới về. Số lượng thì được có 18 đôi các bác nhé, 18 đôi. Hiện tại anh em cũng đang lau chùi, số này thì đã lau chùi qua rồi. Lên view cụ thể hơn để các bác cũng biết. Dòng ETC hàng nổi tiếng của Mỹ các bác nhé, ETC. Hiện tại thì bên em có cả dòng 30 các bác nhé. Đây là bát này các bác này, tất cả zin hết nhá, đã được kiểm tra hết kèn này. Đó. Kích thước cũng khá là nhỏ gọn này các bác ạ, 20 nó rơi vào tầm khoảng đâu đó 25 đến 27 được các bác nhá. Đó. Chiều cao thì rơi vào tầm khoảng 46 gì đó. Đấy, rất là nhỏ gọn, bên cạnh thì có hai quai sách. Với dòng ETC thì bên em có cả đẩy này. Đây là vang các bác nhé, đồng bộ luôn. Và đây em sẽ quay các bác cùng xem cái mặt sau. Dòng thùng cân các bác nhé, thùng cân. Tất cả đây các bác nhìn này, ở trên ốc đều ký hiệu số hết các bác nhé. Đó. Về đây là mặt sau này, model của nó là K10 các bác nhé. Công suất ban đầu của nó là 250W, max rơi vào tầm khoảng 650 các bác nhé. Đánh 18 ohm, đồ nhạy giải trống từ 65 cho đến 20kHz ở tép các bác nhé. Chống xuống rất là sâu và đầm. Đó, ETC đây là series này các bác này. Đó, hàng nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. Thật sự các bác ngồi gần như vậy mà đánh như lúc đấy em chỉ đánh nguyên đẩy thôi mà tức ngực các bác ạ. Đây thì chưa qua vang để cắt nhé. Nếu mà cắt giải sâu nữa thì còn phê hơn rất là nhiều. Ở đây em cũng có tháo hai đôi để các bác cùng xem luôn. Ở đây thì bên trong này là tiêu âm này các bác này. Tất cả vành có cao su hết các bác nhé. Đây các bác nhìn từ những cái sợi dây này. Đấy, bằng đồng các bác nhé. Rất là to. Đấy, gọi là mềm. Đó. Đây từng sợi nhé. Dòng này là bản sẽ có hai bản. Một bản 1 phân tần. Còn bản này là bản 2 phân tần các bác nhé. 2 phân tần. 1 phân tần là xử lý về loa bát. Và 1 phân tần xử lý về loa tép các bác nhé. Nhìn cực kỳ chất này. Đó, chia làm hai đường luôn. Bên này là xử lý về dãy bát, bên này là tép này các bác này. Chép rất là sạch cũng như là lời rất là sạch các bác nhé. Ở đây cắt cực kỳ tốt. Tụ này thì to như cái quả pin luôn các bạn, pin con thỏ ngày xưa luôn này.
phần tần dập trực tiếp ETC LF 200 PC. Hiểu ra cụ thể phần tần đều dập hết ETC các bác nhé. Đây với tép cũng có cao su hết nhé. Đây này các bác này. Thùng làm rất là chắc chắn. Và bây giờ sẽ cho các bác cùng xem cái loa bát này. Ở bên dưới những cái loa thì sẽ có phần để các bác có thể sử dụng cái cột loa các bác nhé. Ốc này, các chỉ cái ốc vít cái căng thôi nhưng mà cũng có dập chữ rất là cụ thể ETC. Đó. Càng rất là đẹp, bên trong là có một cái lớp để chống bụi các bác nhé. Đây là bát này, các bác nhìn này, quả loa bát 25 thôi nhưng mà cái từ đã to gần bằng 25 phân rồi các bạn. Nhìn rất là hồng. Nhìn loa rất là nhỏ như vậy nhưng mà rất là nặng các bác nhé, rất là nặng luôn. Các bác nhấc cảm giác như là nhấc những cái đôi loa 30, cực kỳ là nặng. Đây, nặng ở những cái quả loa tép này, một tay dường như là rất khó để nhấc được này. À, số series các bác nhé. Đây các bác nhìn tay em phải gồng lên mới nhấc được rồi. À, tất cả nguyên bản hết các bác nhé. Dòng này là côn 63. Tiêu âm, phân tần. Bản K10 này là phân tần, hai phân tần, tức là cả hai phân tần các bác nhé. Đây là tép các bác nhìn này, của từ này. Tất cả trên từ đều dập thông số nhé các bác nhé. Rất là đậm. Đấy, rất là thực tế các bác nhé. Test trực tiếp mà với đẩy chứ chưa qua vang hay lọc để cho các bác có thể cảm nhận được chất thực sự của một đôi loa nhỏ nhưng mà lại có vó như vậy. Mới chỉ là đẩy đánh ra thôi. Với những dòng này thì các bác có thể chơi với những dòng âm ly từ ví dụ 203 trở lên các bác nhé. Gân vải thầm dầu các bác nhé, hai gân, hai lớp. Tất cả nguyên zin hết các bác nhé, em đã kiểm tra, tất cả đã bác kiểm tra nguyên zin hết. Cái này thì các bác về cũng không phải dướng lại đâu các bác nhé, còn rất là mới. Vì bên trong nó là cái lớp vải cho nên bụi nó không vào được. Trước đây bên em cũng có về được những cái lô này nhưng mà hàng rất là ít, nhưng mà lần lô này về thì được cũng khá là nhiều. Tép các bác nhé, nguyên bản như nhau. ETC. Đồ xịn các bác ạ, nhỏ nhưng mà rất là chất lượng, tiếng hay, bát căng. Vâng, các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline là 0977 434361 các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.